Kính thưa quý vị, nếu làm một bài toán so sánh thì khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng hiện là khu có diện tích cây xanh bình quân đầu người lớn nhất trong toàn thành phố Hồ Chí Minh với khoảng 8,8 mét vuông trên một người. Và đây cũng là điều kiện thuận lợi để chủ đầu tư Phú Mỹ Hưng phát triển những dự án biệt thự nhằm mang đến một cuộc sống tiện nghi cho cư dân tại đây. Sau thành công của những dự án biệt thự trước đó tại khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng, ngày 4 tháng 8 tới, chủ đầu tư Phú Mỹ Hưng sẽ mở bán biệt thự Mỹ Văn 2. Đây là dự án nằm trong khu Nam Viên, nơi có mật độ cây xanh cao nhất đô thị Phú Mỹ Hưng. Dự án biệt thự Mỹ Văn 2 gồm 58 biệt thự theo phong cách kiến trúc bán cổ điển, bao gồm 32 biệt thự đơn lập có diện tích sàn từ 308 đến 333 m2, 26 biệt thự phố vườn với diện tích sàn từ 223 đến 230 m2. Mật độ xây dựng tại đây khá thấp, chỉ 31,51%, hơn 68% còn lại dành cho không gian xanh mở, đất giao thông và hoa viên nội khu. Và nếu so sánh với mật độ xây dựng trung bình của các dự án biệt thự trên địa bàn thành phố, thì có thể nói Mỹ Văn 2 được xếp vào hàng biệt thự có mật độ xây phủ ít hiện nay. Một cư dân đã có thời gian 6-7 năm sống trong khu biệt thự tại đô thị mới Phú Mỹ Hưng, bà Dương Thùy Trang khá hài lòng với môi trường sống tại đây. Cả về cảnh quan thiên nhiên trong lành đến những tiện nghi cho gia đình như gần trường học, gần các khu trung tâm mua sắm. Tôi là một cư dân về đây sống được 6-7 năm nay. Ở đây thì tôi thấy là khu đô thị Phú Mỹ Hưng mình thì nó có rất nhiều cái tiện ích. Thứ nhất đấy là ở đây nó rất là thoáng mát, không khí trong lành, nó tiện cho nó phù hợp cho những người có điều thời gian đi bộ, đi tập thể dục. Thứ hai là con cái đi học thì nó có trường quốc tế, trường trong nước. Theo chủ đầu tư, công viên Phú Mỹ Hưng do được chú trọng quy hoạch và định hướng ngay từ đầu nên cư dân tại Mỹ Văn 2 sẽ được tận hưởng không gian sống thiên nhiên trong lành. Ngay bên cạnh công viên rộng 2 hectare, đây chính là một trong những lợi thế của dự án nói riêng và cũng là sự đáp ứng nhu cầu sống trong không gian xanh mát, thiên nhiên của người dân thành phố nói chung. Theo một khảo sát mới đây, nhiều khách hàng cho rằng trong bối cảnh hiện tại, với nhiều phát triển thì nhu cầu của người dân không chỉ gói gọn trong không gian nội tại nhà ở hay là căn hộ của mình. Điều mà người dân cần hơn chính là môi trường sống trong lành và không gian cộng đồng xung quanh như các dự án biệt thự tại các khu vực đã được quy hoạch công viên cây xanh.